Trời ơi, nhìn cái khe nó to như thế mà mày đi kiểu gì ấy, Linh? Linh gần nhà bà Tinh. Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Việt Vũ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục The Legend of Zelda anh em nhá. Tập trước thì tôi đã quay về cái nơi mà mình bắt đầu game ấy. Sau đấy thì mình nhận được một cái nhiệm vụ là cầm cái vũ khí này, vũ khí đấm phát chết luôn của Thánh Phồng Tôm. Đi nhận cái thử thách ở 4 cái shrine. Tôi đã giải được 3 cái rồi, còn một cái cuối cùng thôi. Hôm nay chúng ta sẽ đi làm nốt cái này và chúng ta sẽ còn từ xem nào. Cái này nó ở trên đỉnh núi à? Trên đỉnh núi này hình như là mình phải phải mặc áo rét rồi. Chết mẹ, tôi quên mất tôi bay đến đấy mà chưa mặc áo rét. Sau đấy là tôi sẽ đi tìm các cái shrine mà tôi đã tích ở trên bản đồ ấy để giải nốt mấy cái shrine đấy. Rồi đi đổi máu với lại thể lực. Sau khi mà giải hết những cái shrine mà tôi đã nhìn thấy thì chúng ta sẽ thử đến tìm cái nơi mà chứa thanh kiếm huyền thoại xem là nó như thế nào. Xem là mình đã đủ sức để mình làm cái chuỗi quét để lấy thanh kiếm chưa. Mà chả biết là nó có quét hay không hay là... Rồi, kháng lạnh đây rồi. Ồ, ở đây thì bây giờ chúng ta phải đi... phải đi bộ rồi. À, còn một cái nhiệm vụ nữa anh em ạ. Đấy là một cái nhiệm vụ phụ leo lên trên cái đỉnh núi tuyết. Lần trước tôi chưa có đồ chống lạnh nên là tôi không dám lên. Nhưng mà bây giờ tôi có đồ chống lạnh rồi. Tôi sẽ lên cái đỉnh núi tuyết đấy. Và cả chỗ mấy cái ngọn cây ở trên... mấy cái cây ở trên đỉnh núi ấy. Mấy cái đấy hình như là nó sẽ chôn kho báu không biết gì ở mấy cái cây đấy đấy. Đây tôi đấy, ở đấy có một cái công trình gì đấy. Chúng ta đằng nào cũng chạy qua thử đến xem. Ơ đây vòng tròn đá này. Cái này dễ có con ấy lắm. Dễ có con cô rốt lắm. Hình như mình phải lấy một hòn đá nữa mình xếp vào đây. Quanh đây không có hòn đá nào mới nhục. Tôi thử đứng vào đây xem nào. Cầm tấm ve trên tay anh bay đến nơi xa. Không được. Sài Gòn đâu làm quê. Thế là không có hòn đá nào thật à? Ta bây giờ đang là... Ơi! Mỡ nữa chứ. Đang định bảo tao bây giờ đang là Thánh Phồng Tôm. Đóng băng trên luôn. Vãi cả trưởng. Đi. Về tận đây ạ. Chết rồi, ấn nhầm. Đi đường nào thì sẽ gần hơn nhỉ? Thôi được rồi, tôi sẽ lại đi tiếp từ đường này đây. Lần này rút kinh nghiệm, đứng từ xa đánh mấy con đấy chứ không lại gần nữa. Chết oan chết uổng. Cái Zelda này bây giờ tôi sắp phá đảo chưa? Lấy được thanh kiếm là đi đập được thằng Ganon rồi đúng không? Mặc dù nó còn rất nhiều quét phụ. Nhưng có lẽ là tôi sẽ chơi để tôi phá đảo cho nó xong luôn đi. Còn quét phụ thì sau là tôi sẽ tạo file xếp riêng rồi tôi chơi. Tại vì là tôi biết là trên kênh tôi ấy, cái lượng người mà muốn xem kiểu game như Zelda này rất ít. Chỉ có điều là dù sao thì cái kênh này tôi tạo ra ấy, mục đích chính của tôi vẫn là tôi chơi các tựa game mình yêu thích thôi. Cho nên là dù là ít anh em thích game này thì tôi vẫn cứ chơi, tại vì là nếu như mà tôi chỉ chơi game theo yêu cầu ấy
chơi những tựa game mà tôi không thích lắm ấy thì tôi sẽ không thể nào mà tôi duy trì được cái kênh này, tôi không bao giờ tôi làm được cái content kiểu như này. Tại vì tôi làm như này vừa mất thời gian mà vừa kiểu không có ai xem ấy. Thì bình thường nếu mà không được chơi game mình thích thì chắc là tôi không không chơi nổi. Nhưng mà cũng may là tôi là mục đích chính tôi tạo ra cái kênh này để chia sẻ gameplay và lưu lại những cái khoảnh khắc mà tôi chơi các tựa game mình yêu thích. Sau này kiểu khi mà tôi già rồi, mắt mờ tay chậm rồi không chơi được game nữa thì tôi có thể bỏ ra để tôi xem lại. Cũng là một cách thưởng thức. Thế là không có cái viên đá nào để xếp vào cái vòng tròn kia thử xem là nó có con Korot không nhỉ? Đây hình như đến chỗ này rồi đây. Từ từ. Lên cái đỉnh núi này quan sát đã. Mà biết đâu trên đỉnh núi này lại có gì? Một cái đỉnh núi nằm ở một cái nơi độc lập như này chắc chắn là phải có gì bên trên chứ không thể nào mà chỉ là một đỉnh núi chọc được. Korot chăng? Korot ơi! Opan. Sao lại có một cái cột đá đấy này? Từ từ để tôi xem có tác động được gì đến cột đá hay không. Không tác động được gì. Phải có cái gì giấu ở dưới đây chứ nhỉ? Từ từ. Stop time là không tác động được này. Mìn chăng? Không có gì. Rồi tôi sẽ đứng ở trên đây tôi xếp game rồi đã. Xong rồi đứng trên đây ném mìn vào đầu bọn nó. Boom. Đéo được. Phải ném quả này để bắt đầu nó mới lăn đi thì mới ok này. Con kia văng xa thế mà không chết. Tôi sợ là sợ mấy cái thằng bắn băng kìa, tại vì nó đánh xa, mình khó tiếp cận. Ô, thằng kia bị ấy rồi, bị con slam nó nổ, nó đóng băng kìa. Xong rồi lại cả mấy cái con rơi băng chết tiệt. Ô kìa cô Hiền, cô đi đâu thế? Tôi phải snipe mấy con này đã. Đi, mẹ hết tên. Tan xác. Còn đấy tan xác chưa? Sư. Đi. Để mẹ phải giết con bắn cung. Sai lầm quá. Tôi tưởng con đấy nó không 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 đánh xa, nếu ai ngờ nó cầm cung lại còn cung băng nữa chứ. Cái con đâu rồi? Con ấy đâu rồi nhỉ?
giết chết con slam kia đã. Kìa. Đéo hiểu, ở cao quá. Ở cao quá, dùng cái skill mà mình đang lướt xong mình chém xuống ấy, cũng chết ạ. Tôi tưởng là từ độ cao nào mà khi mà mình chém từ trên xuống thì mình không bị chết chứ. Cũng không bị chết chứ. Đéo hiểu. Bố đời thật. Thằng kia bay cao thế nhỉ? Oh, xếp vào phát. Ai trời ơi. Xếp phát. Đấy, phải như thế. Đéo hiểu sao lần trước ngã chết ạ. Jelly. Tôm và jelly. Ô, anh ơi. Chết. Còn một thằng nữa thôi. Traveler Spear. Thằng này rất nguy hiểm này. Địt. Mẹ nó nói mồm vừa nói nó rất nguy hiểm xong. Quả nổ ấy còn lan nữa chứ. May mà mình xếp rồi. Thằng chó ấy tôi phải dùng tên lửa tôi bắn vào mồm nó mới được. Nguy hiểm quá. Đâu thằng đây đâu à? Con chó. Chết chưa? Thằng kia. Ra đây. Chiến đấu như hai người đàn ông xem nào. Nó đánh tầm với nó xa quá. Ơ kìa trượt.
nhảy chém từ trên xuống cái quả đấy nguy hiểm quá. Con dao, đúng con dao hai lưỡi. Đây rồi, máy quá, nó trồi lên rồi. Cứng rồi. Kiểu nó không chém ngay xuống cái vị trí mình nhảy lên mà nó còn hơi lao về phía trước một tí nữa. Vọt về sau lưng, may mà mình nhanh nhẹn hơn mình quay lại trước. Đây còn cái gì đáng thì mình lấy. Cái lũ rơi kia là mình đánh mình cũng lấy được ít nguyên liệu chế tạo đấy. Nhưng mà thôi đi, làm được chính trước. Trong đây xem có gì nào, có gì nào. Ủa sao đây trong đây tối om này. Đừng nói là trong đây phải dùng đuốc nhá. Ôi giời ơi, mẹ tôi ghét mấy cái trò phải nhanh tay nhanh mắt này lắm. Tối thui đâu nhìn ra cái gì luôn. Không biết đường xá ở trong đây đi như nào. Ê! Trời ơi, nhìn cái khe nó to như thế mà mày đi kiểu gì ấy, Linh? Linh gần nhà bà Tinh. Thôi, phải chết thì mới khôn ra được anh em ạ. Cái chỗ này nó không khó nhưng mà nó rất mất thời gian. Ừ, nhưng mà nói chung là không có quái là tôi thấy cũng được. Mình phải kiên nhẫn, mình đợi. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn đợi. Ok, qua rồi. Đừng có quái nhá. Căn à. Xin mời. Còn con nữa, còn con nữa. Mày không lừa được tao đâu. Mày không lừa được tao đâu. Tưởng gì. Dăm ba con. Từ từ, xem con nào. Khổ quá, mèo nó lại quấy rồi anh em ạ. Đợi tôi tí nhá. Xin lỗi anh em nhá. Muốn tập trung chơi game mà hơi khó. À, tôi đang ở đâu đây? Giờ tôi phải đi hướng nào? Hướng này à? Ừ. À đây, xong rồi đấy thế. Tưởng nào.
Nhưng mà sao cái lần này không có hòm gì nhỉ? Mà tôi nói thật chứ hòm ở trong cái trò này toàn mấy cái đồ vớ vẩn. Em làm xong 4 cái đèn này, các anh cho em mượn luôn cái này, em đi đánh con Ganon được không? À, mấy anh thần. Da 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 da. Bây giờ là tôi đủ để đổi thêm được một lần mana hoặc là à nhầm, máu hoặc là stamina rồi đấy. Chắc là tôi đi đổi stamina luôn nhỉ. Bây giờ tôi đang có 9 máu. Đây, nó đang bảo mình đã hoàn thành tất cả những thử thách rồi. Mình đang là kiểu ngọn hải đăng của hy vọng. Nhưng mà những thử thách thì mới bắt đầu thôi. Vũ khí thần thánh này bây giờ nó sẽ rời khỏi mình. Biến thành 4 nguyên tố này. Như kiểu bảy viên ngọc rồng vậy. Nó đến nơi rất là gần mấy con thần thú. Gì đây? Lại đền thờ nữa à? Đây là mấy cái gì? Bây giờ mình đã chứng minh cái sức mạnh của mình rồi thì cuộc hành trình mới đang đợi, cuộc phiêu lưu mới đang đợi. Bây giờ mình phải đến 4 cái nơi vừa xuất hiện đấy. Đến mấy cái nơi làm chó gì nhỉ? Rồi, tôi cuối cùng đã trả lại máu. Trước khi đến đấy thì tôi muốn đi đổi ấy đã. Tôi muốn đi đổi đến đây đổi thêm stamina và làm mấy cái shrine ở đấy đã. Cuộc hành trình gì thì có lẽ là sang tập sau anh em ạ. Tập này chúng ta đi mở thêm mấy cái shrine đi. Đổi máu mới đổi mana. Bây giờ tôi mới có 9 máu. Có vẻ hơi yếu đuối. Cái shrine này là tôi cũng chưa mở này. Tôi vào trong làng của bọn này tôi... Ai gọi đây? Anh bây giờ đang bận nhá. Đây rồi. Đổi đi để cho nó full 2 cây stamina. Không biết là 2 cây stamina đã là max chưa hay là tôi vẫn đổi được thêm nhỉ? Ngon, full 2 cây rồi. À, chết 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 chết, cầu rồi cầu rồi, tôi thấy bông hoa kia đang định định nhặt nhưng mà nó không cho nhặt. Cái chỗ này là tôi chưa làm này, cái chỗ này tôi chưa làm này, mới cả đây là cái gì đây, sao lại nó lại đánh dấu cái hình đầu lâu ở trên bản đồ này là sao, đây là cái gì, à đây là một con chùm ở cái quét gì đấy.
Tôi nhớ rồi, có cái quest mà nó bảo là có một thằng nó phải đi đánh con này nhưng mà nó không đánh, nó định nhờ mình. Đánh chùm đánh trước gì tính sau đi. Bây giờ mình còn đang yếu đuối, mình phải đi đổi thêm máu nữa. Khi nào mà nhiều máu thì đánh chùm sau. Cái sức mạnh của thằng người chim mà tôi cũng chưa thử xem là nó là cái gì mà cũng chưa biết dùng như nào đâu. Tí nữa thử vào xem là dùng cái sức mạnh của thằng người chim như nào. Từ từ để xem sức mạnh người chim dùng như nào nhá. À, mình giữ B để nhảy. À. Ngon. Ngon ngon ngon. Sức mạnh này ngon lắm. Thế là tôi có thể bay được. Nhưng mà vào trong mấy cái đền này ấy, là mình không dùng được sức mạnh. Ô, cái đền này trống trải thế nhỉ? À. Đền này là lại là câu đố rồi. Phải thổi để cho mấy cái quạt này nó. À, tôi hiểu rồi, nhìn như này là hiểu. Mình phải làm sao để mình thổi để cho tất cả những cái trong chóng này nó đều quay hết. Ôi, đơn giản mà, đơn giản mà. Chưa gì tôi đã thấy đơn giản đây này. Nhưng mà khoan, từ từ. Dùng mìn để đổi hướng à? À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Từ từ để anh em đợi tôi chút nhá. Tôi phải đứng trên cao để tôi nhìn đã. Không thể cắm đầu cắm cổ mà làm một cách bừa bãi được. Cái dọc này này. Cái dọc này này. Là nó mỗi hàng này nó sẽ phải có một cái thổi ngang, tại vì cái dọc này nó không có cái quạt nào để thổi dọc một phát được tất cả cả. Thì suy ra là mình sẽ phải dùng bốn cái quạt để thổi ngang. Ví dụ như là cái quạt này mình sẽ thổi ngang ra bên này này. Cái quạt bên này này mình sẽ thổi ngang bên này này. Cái quạt bên này. Từ thế nào? Cái quạt bên này sẽ thổi ngang ra bên này. Quạt bên này thổi ngang bên này. Thế còn cái quạt này, quạt này thì phải cho cái quạt này thổi ngược lên, cái này thổi thổi hướng này. Rồi, ok, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ơ, đi. Bố tổ sư. Xong rồi, cái này đơn giản mà, tôi nhìn phát là ra. Đầu tiên ấy là chúng ta phải chỉnh hướng của cái này này. Đấy, cái này sẽ phải thổi lên đây. Cái này này thì sẽ phải thổi sang ngang. Sang ngang về bên phải. Đấy. Xong. Cái này sẽ phải thổi sang ngang về bên trái. Chết 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 chết. Đâu rồi? À đâu? Cái này phải thổi sang ngang về bên. Cái này phải thổi sang ngang lên. Khoan, từ từ. Để tôi lên tôi nhìn lại phát. Đang bị hoa mắt, đang bị hoa mắt.
Cái kia về bên trái. Cái kia xuống dưới, cái kia bên phải. Đúng rồi, cái này về bên trái. Quả bom này. Đâu rồi? Dùng cái này đi. Cái này về bên trái này. Cái này về bên phải này. Cái này xuống dưới nữa là xong. Ok. Một cái Spirit Orb nửa lại về tay Linh. Có cái tiếng lạch tà lạch tạch ở đâu không biết. À, bây giờ chúng ta sẽ lên đây. Có mấy chỗ lần trước là tôi mở hết cổng dịch chuyển rồi, chỉ có điều là tôi chưa làm thôi. Bây giờ tôi hôm nay tôi sẽ làm hết những cái đấy đã. Còn sau đấy thì sẽ làm tiếp đến những cái mà tôi đã đánh dấu trên bản đồ. Nhưng mà tôi chưa tới, mà tôi mới nhìn thấy nó từ xa thôi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến bốn cái điểm mà vừa rồi cái quest kia nó đánh dấu cho mình ấy. Không biết là đến đấy thì được cái gì. Chắc là sẽ là thử thách đánh chùm rồi. Tôi nghi lắm. Cái này tôi chơi buổi sáng. Tôi sẽ cố edit nhanh xong để buổi chiều tôi up lên cho anh em. Anh em có cái anh em xem. Những anh em nào đang xem cái series này của tôi thì sẽ có cái để xem. Ơ kìa, vũ khí đâu? Cầm con dao bầu rồi chém vậy. Thế rồi văng hết cả phụ tùng ốc ác đi chỗ khác rồi. Mình chỉ còn có 5.000 rúp. Bay bay như này thôi à? Đến chỗ này rồi sao? Khoan từ từ. Hình như là đến chỗ này là mình phải bay sang đây để leo à? Ơ kìa. Ơ kìa. Nó phải đây là nhầm. Đấy chỉ là cái ấy thôi. Nó chỉ là cái thang máy để đi xuống cái slide thôi. Thế là lên trên đây là tôi phải tìm hiểu. Tìm hiểu cái cách khác rồi.
cái nào để mình có thể bay lên được nữa nhỉ? Hơi quá đà. Đúng là không phải là tự dưng mà nó làm ra cái tấm này. Sao lên được nhỉ? Tôi đang tự hỏi làm sao để lên được. Nghiên cứu xung quanh thế này. À, bên kia có một cái hòm kìa. Làm sao để mình lướt được sang tận bên đấy? Thử nào. Tất nhiên là đéo được rồi. Như nào nhỉ? Bây giờ nó phải có cái điểm mấu chốt gì đấy ở đây. Phải dùng cái gì đấy nhỉ? Mình bây giờ ở đây thì không có cái sức mạnh gì cả. Đóng băng thời gian với lại các thứ thì như nào? Cái này thì sao? Nào nhỉ? Từ từ. Không có gì. Từ từ. Để tôi thử cái lúc mà mình nó kiểu nó đang cái đà nó hất mình lên đấy. Thì mình bay như này có được không? Không được. Được. Thế thì ấy như nào? Từ tôi xem tính ra là cái độ cao tối đa gió nó thổi mình ở đến đây thôi. Nó sẽ không thể hất mình lên trên kia được. Ở trên kia thì không có gì cả. Bây giờ cái duy nhất mà đáng nghi là chỉ ở trên cái này thôi. Từ. Chắc là bay lên đây có thang hoặc là cái gì đấy. Ở đây đi. Mày. Bó con nhà bà tay đấy. Tôi sang bên kia lấy cái hòm xem có cái gì đã. Có cái gì mà giấu tít ở trên này nào? Một cái nai bâu. Thôi thì ném cái cũ đi. Cái này nhắm mẹ cái này đi. Cùng vỡ cùng vật. Ngon. Hơi mất thời gian tí. Nhưng mà cũng cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được cái đường lên trên này. Giấu như mèo giấu cứt. Đa, 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 đa. Sắp đổi được một máu rồi. Còn hai cái chỗ nữa thôi. Tôi đang mong chờ quá. Không biết là thanh kiếm huyền thoại nó như nào. Thanh kiếm huyền thoại của thằng Linh thì thực ra là tôi nhìn thấy rồi, tại vì là
Tôi tuy là chưa chơi game nào về Legend of Zelda và tôi cũng không tìm hiểu quá sâu ấy, nhưng mà cái thanh kiếm đấy nó rất là mang tính biểu tượng. Tại vì ở trong tất cả các poster về thằng Link này, về Zelda này, đều thấy nó cầm hết. Nó gọi là cái thanh 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 gươm gì nhỉ? Nói chung là thanh gươm ấy nó có cái tên riêng khá là nổi tiếng ấy. Có điều là tôi quên mất rồi, nhưng mà tôi biết hình dáng của nó. Chỉ có điều là trong game này tôi không biết là cái sức mạnh của cái thanh gươm ấy nó sẽ như nào. Và mẹ chém bao nhiêu phát thì nó hỏng. Game thì game bố đời, kiểu toàn vũ khí dùng được vài lần thì hỏng, trong khi như thanh kiếm huyền thoại ấy, chắc là phải giết chùm giết chiếc mới lấy được. Chém lúc hỏng thì vỡ mồm. Nhưng mà liệu thanh kiếm ấy nó có hỏng không? Tại vì nó là thanh kiếm mang tính biểu tượng mà. Nếu mà thanh thanh kiếm mang tính biểu tượng phong ấn bóng tối mà chém vài cái vỡ mẹ mất thì làm sao mà dùng để tiêu diệt Ganon được. Chết rồi, cái chỗ này là cái chỗ để chiến nhau rồi anh em ạ. Nhưng thôi không sao, bây giờ tôi không sợ chiến nhau mấy con này nữa. Mấy con này mình biết được cái độ nguy hiểm của nó đến đâu rồi thì nói chung là nó cũng không phải là cái gì đấy nó quá là kinh khủng. Đánh như đánh mẹ đi, mất thời gian. Ôi giời, cái tiên nó cứu mạng mình. Mỗi lần mình chém hai phát thế này hơi phí. Thanh Claymore sắp vỡ rồi. Được hai phát này nữa là vỡ. Ờ, cái này đánh có vẻ hiệu quả này. Cái này sao nó không hiện là bao nhiêu máu nữa nhỉ? Tôi rất ghét đến cái phây này của nó nhé. Tôi nghĩ là cũng nhảy và chém được thôi, nhưng mà lần trước tôi thử tôi đã bị chết một lần rồi. Nên là tôi ôi
chạm một cái đấy phát mình chết luôn đấy. Khoan từ từ, tôi nghĩ là đến lúc này rồi không ăn máu vào tí chết nhục lắm. Đến lúc này rồi phải ăn máu thôi. Giờ chia tay đã đến bạn ơi, mới hôm qua ta còn có nhau. Giờ chia tay đã đến bạn ơi, mới hôm qua bạn còn mất dậy. Ô khoan, từ từ, hình như là nó chuẩn bị dùng quả à, không, tôi tưởng là nó định bố láo, nó dùng quả, dùng quả quả bắn laser. Nói chung là con này ấy bây giờ ấy không là đối thủ của tôi nữa rồi. Bắt đầu mất dạy đấy, bắt đầu chơi trò bắn laser mất dạy đấy. Cứ cố phản đòn gãy máu đó. Cái này sắp vỡ rồi, thôi. Không sao cả, chúng ta còn cái này. Nhưng cái này tôi sẽ để dành. Tí nữa khi nào nó chuyển sang cái phây mà chuẩn bị bắn laser mình ấy. Đây rồi. Đúng không? Phây này phây bắn laser đúng không? Đuổi thì đéo được anh. Chưa, tôi bây giờ không phải tôi ngày xưa nữa đâu. Phí quá nhỉ, cái Guardian Sien này. Không được, tôi sẽ ném một cái Nai siêu đi để tôi nhặt cái Guardian siêu này. Lấy được cái gì đây? Nai Harbert. Cũng được. Tôi vừa hỏng vũ khí xong nó cho mình cái mới cũng được. Đánh con đấy là hỏng, hỏng mất một cái giáo, một cái kiếm, với lại một cái thì bị tụt độ bền. Ba Spirit Orb. Làm nốt cái nữa nhỉ, làm nốt cái nữa rồi nghỉ. Tập sau sẽ làm một hai cái shrine nữa, sau đấy là tôi sẽ đi đến thử xem là bốn cái điểm kia nó là cái gì. Hy vọng là không quá khó. Còn chỗ nào mà tôi chưa. Để tôi đây còn chỗ này nữa. Lốt cái này là nốt cái thứ tư này là mình có thể đổi được thêm một lượt nữa rồi. Game Zelda chơi công nhận là hay. Nếu như mà tôi mà không làm video này, tôi chơi thoải mái ấy, thì còn hay nữa. Tôi đi khám phá lung tung khắp nơi. Tôi nói là cái trò này tôi chơi tôi không cần để ý gì, nhưng mà thực ra là tôi vẫn để ý ấy, tại vì tôi làm những cái việc mà nó chán quá ấy, tôi cũng sợ là anh em xem nó bị buồn. Tôi cũng hạn chế bớt đi rồi. Còn nếu mà tôi mà chơi kiểu không quay video không làm gì cả thì tôi sẽ đi làm nhiều những cái trò linh tinh hơn. Giải đố. Lại một cái giải đố tiếp. Sao ở đây nó có cái thanh chặn này là như nào nhỉ?
xem cấu trúc nó như nào đã. Nó cho mình sẵn một cái quả bóng ở đây này. Oh, tôi thích cái búa này. Cái búa này dùng để đi khai thác. Ném cái này đi. Ô, cái này bán được này. À đâu? Cái này là durability up, tức là cái độ bền của nó sẽ là cao hơn những cái bình thường. Cái là ném xa hơn này, có long throw này. Cái này mình không biết là nó còn bao nhiêu độ bền, có đáng để giữ lại không. Tôi nghĩ là đạp cái này đi. Trang bị cái này vào. Chết. Nhầm, kêu là trang bị vào mà đắp đi. Nó có cái búa này có durability up. À, bây giờ mình cho nổ cái này thì nó sẽ đẩy cái quả bóng kia bay lên trời, chui vào cái lỗ xong rồi sang bên kia. Ơ, đéo đâu. Bây giờ mình sẽ phải làm gì? À, mình phải đánh bóng. Nó cho cái búa là để mình đánh bóng sang bên kia kìa. Lệch rồi. Tôi phải đánh bóng tiếp bên kia. Khoan từ từ. Tôi phải nhìn xem cái lỗ nó ở đâu đã. Để áng chừng. À, cái lỗ nó rất là to. Mình phải đánh để quả bóng nó bay tít sang cái lỗ bên kia. Sáu phát xem nào. Bảy phát mẹ đi. Mắc rồi đấy. Ô. Nó bay tít đi đâu vậy? Tức là này thử 6 phát rồi nào. 5 phát thôi. Không tới, không tới, không tới. Tôi vừa nhìn thấy nó bay đâu à. Không tới. Chắc là phải 6 phát thật. Và phải dùng... chắc là phải dùng cái búa kia thật. Dùng cái giáo này nó đâm thẳng khó, rất là khó để trời ơi 11 phát mới được. Tiếng gì nhỉ? Tiếng gì đấy? Ủa? Tôi bắn vào lỗ rồi thì có chuyện gì xảy ra vậy? Phải lên trên à? À đây.
Đâu mẹ. Này quá. Giờ mình phải bắn nổ để cho nó vỡ cái tường kia ra. Ok. Ô, có thế thôi à? Thế đây là cái gì? Đây là đi đâu? Ồ. Hóa ra nó thông ngay ở trên này. Sao? Ôi giời, anh em bảo có bao nhiêu hơn 1.000 hạt cô rốt đúng không? Bây giờ tôi mới được 19 hạt kìa. Cháu hiểu. Hơn 1.000 hạt thì kiếm ở đâu được. Rồi, tôi đã mở được thêm 4 cái shrine rồi. Ở tập sau thì chúng ta sẽ đi khám phá nốt mấy cái shrine mà tôi đánh dấu đây này. Sau đây là chúng ta sẽ đi đến 4 cái điểm này. Để tôi về tôi đổi máu phát. Tập hôm nay đến đây thôi anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Hy vọng là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của tôi. Thì tôi biết là có nhiều game tôi chơi thì anh em cũng không phải là game anh em thích xem, nhưng mà thôi thì đặc thù kênh tôi là như thế mà. Tôi chơi game thì ít nhất cái game ấy tôi phải thích đã. Nếu mà không thì tôi sẽ không thể nào mà chơi được. Cảm giác nó chán lắm, nó stress lắm. Thì hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ kênh của tôi. Cho tôi một like. Anh em nào chưa subscribe thì subscribe kênh. Và con hiệu, tao đang nói với anh em, mày thích mất dạy không? Và chúc anh em lúc nào cũng an toàn. Đang dịch giã như này thì hy vọng là anh em lúc nào cũng đề cao cảnh giác và giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những tập tiếp theo. Bye bye.